Mẹ ơi, con mẹ trong này ổn, không việc gì phải lo cho mẹ. Mẹ, thời gian qua con đã làm nhiều điều không phải với mẹ. Mẹ bỏ qua cho con. Mẹ nhá. Thật lòng, con không muốn để mẹ đi như thế này đâu ạ. Con xin lỗi mẹ. Mẹ ở với con dâu mẹ bao nhiêu năm rồi, chả lẽ mẹ không biết tính con hay sao? Mẹ vào ở trong này cũng là nghĩ cho mẹ đấy. Mẹ nghĩ đã đến lúc mẹ sống cho mẹ, nghỉ ngơi thanh thản, vui vẻ với bạn bè. Đôi lúc cũng nhớ con cháu, nhưng mà không sao, nhớ thì mình vẫn đi thăm nhau được mà. Bù lại, ai cũng có không gian riêng của mình. Nhưng mà con vẫn nghĩ là lỗi một phần là do con. Thế nên mẹ gớm, lại cả nghĩ rồi. Việc quan trọng nhất của con bây giờ ấy là phải ăn ngon ngủ kỹ cho cháu của mẹ nó được khỏe mạnh, biết chưa? Không được khóc, không con nó buồn đấy. Vắng mẹ, các con phải tự chủ trong cuộc sống, nhất là còn sinh em bé, con sẽ vất hơn. Thế nên phải biết sắp xếp, bảo ban nhau, các con sống hòa thuận hạnh phúc là mẹ yên tâm rồi. Vâng, nhưng mà mẹ nhớ là thỉnh thoảng mẹ phải về nhà chơi vài hôm mẹ nhá. Cái đấy á, mẹ còn phải nghĩ. Giờ là mẹ thấy ham vui lắm rồi đấy. Mẹ. Bà ơi, bà ở đây rộng quá, bà dẫn con lên chơi phòng bà đi. Ừ, thế bà cho con lên phòng bà chơi nhá. Hai bà cháu đi ạ. Ừ. Con thấy có đẹp không? Có. Bao nhiêu là hoa nhá.